con vật ở trong quần chúng này. Ừ. Nhưng mà hai bạn sẽ một đội và hai trang sẽ một đội. Nhiệm vụ 1: truyền thông tin qua bộ đàm trong 15 phút. Cha đứng tại vị trí quy định, dùng bộ đàm để miêu tả hình dáng, đặc điểm mà không được nhắc đến tên của 5 loài vật do chương trình cung cấp để con đoán, và đi lấy logo tại chuồng của con vật đó. Tìm đủ 5 logo được 1 huy hiệu. Rồi, xịt chum nghe ba nói này. Bây giờ nhiệm vụ bắt đầu đi tìm con vật đầu tiên nha. Con nghe ba trả lời ba. Dạ, con hiểu rồi ba ơi. Bây giờ bố sẽ chỉ cho con đi tìm nha. Dạ. Con đi tìm cho ba một cái con vật biết bay màu đỏ. Bây giờ con đi tìm cho bố một con mà nó bay trên trời nha. Dạ. Ba nói gì con quên rồi ba. Con vật đó nó là một con chim có cái mỏ nhọn và cái lông màu đỏ. Con tìm cho bố cái con nó bay trên trời. Dạ. Nó có màu rất là đẹp. Dạ. Con đi tìm đi. Dạ, con đi tìm ạ. Con có nghe ba nói không? Ba ơi ba, con đó là con gì ạ? Con thấy nó ở đâu? Ba nghĩ là con phải đi vô một cái chỗ mà có nhiều con chim á. Con đi tìm đi. Hay bây giờ con đi tìm con khác giúp ba nha. Dạ, ba tìm con gì ạ ba? Cái con này nó hay đi ở trên sa mạc á, nó có cái lông màu vàng. Dạ con.